What? Yeah, that's something to do with the TV. I'm not going to tell you about it. I'm going to tell you about
Okay, let's go. Ja, det är så mycket du vet att det är marken tävlar. Så där vet du skulle vara med det.
위호! 오, 나! 응?
Hi. Oh no. Nice.
Nice. Oh my god! Oh no!
Nice. Wow. Hmm? Oh no.
Nice. Sẽ là gì ạ? Phiên bản chốt sớm đi ăn sớm trên với đã mát này. Ok cho mọi người. Đó là để lại chiều cao cân nặng em tư vấn sai mọi người. Nhưng tay có đơn chị yêu nhá. Săn sớm chốt sớm đi mọi người. Ưng con mã nào chốt ngay trên like của bên em để mọi người nhanh tay nha. Áo thì nhà em có luôn cho các chị yêu của mình đó mọi người. À, là một bản áo và cùng với các là chân váy luôn cho em nhá. Đấy, thắc mắc bạn nào comment tư vấn ngồi comment liền em hỗ trợ là gì? Tư vấn xa đi mọi người ơi. Nhanh tay có đơn đi mọi người. Ok chưa ạ? Nhanh tay chốt đơn liền nhá. Hello chị yêu Phạm Quỳnh Trang. Nhanh chóng đi bà ơi, để lại là gì ạ? Thông số chiều cao cân nặng em mẫu tư vấn sai đi mọi người. Nhanh tay có đơn chị yêu nhá. Chốt sớm đi, sớm cho em và các bạn đấy mình ơi, sẽ là một phiên bản em mẫu đang mang cả một cái set này. Đấy, có luôn cho các chị yêu của mình. Đây các bạn ơi, form dáng rất là đẹp nha. Áo liền với váy cho em với các chị yêu. À, áo rồi váy. Là cả một set áo rồi váy nha chị yêu. Áo sẽ là cái bản form dáng rộng rồi. Cái bản form dáng rộng cho em mới rồi chị yêu ơi. Nhanh tay nhé mọi người. Săn sớm chốt sớm cho em luôn các bạn yêu nha. Chân váy thì nhà em có mọi người là cào cao. Đó, phía dưới loe thôi cả rồi. Đó, thun zip thì rất là đẹp luôn cho em và bạn yêu nha. Nhanh tay có đâu chị yêu ơi. Chốt sớm đi, sớm cho em với nào. Chân váy lệ nhà em 169. Chân váy lệ sẽ là 169 luôn cho em với bạn yêu nha. Ok chưa mọi người. Nhanh tay luôn cho em với chị yêu nha. Chốt sớm đi, sớm cho em với. Đó sẽ là có phân vân mặt nạ. Cần bên em tư vấn mới comment liền nhá. Qua tiếp cho các chị yêu của mình sẽ là một bản váy lanh đây. Một bản váy lanh đây các bà ơi, rất là đẹp rồi. Sẽ là gì ạ? Phiên bản trễ vai, áo liền với váy, qua chun eo và có kem hoa đầy đủ mọi người dùng. Sau lưng là bo chun luôn cho em với đi mọi người ơi. Đấy, vân vân bạn nào comment em tư vấn mới comment tiếp em hỗ trợ tư vấn sai nhá. Có kem cho các chị yêu của mình là bo chun eo đầy đủ rồi. Bo chun eo đầy đủ form dáng xoay rồi bà đẹp mình không? À, sẽ là tông màu be chấm bi đầy đủ luôn cho em. Sau lưng có bo chun chị yêu nha. Nhanh tay có đơn con này và sẽ kèm luôn cho các chị yêu của mình là phiên bản quần rời. Phiên bản quần rời luôn cho em gửi. Ok cho bà ơi. Nhanh tay chốt đơn nha bà yêu của mình ơi. Ok chưa mọi người, bo chun và kèm quần đầy đủ. Quần sẽ là quần màu be nhá. Đây quần sẽ là quần màu be như thế này. Mã này thì ngày hôm qua mình tặng hết nha chị yêu. Ngày hôm qua tặng hết nha. Ngày hôm qua tặng hết nha. Ngày hôm qua tặng hết nha. Thêm đâu các bạn nhá. Mình tranh thủ là gì ạ? Hoàn thành đơn sớm cho like giùm em. Chia sẻ like tương tác mạnh tay đi ạ. Ưng con bạn nào chốt ngay cho like đi mọi người. Đó, ok chưa các bạn yêu nhá. Nhanh tay là gì ạ? Ngắm form, ngắm dáng cho em đi. Xem ưng mã nào chốt ngay cho like của bên em gửi mọi người ơi. Để lại chiều cao cân nặng em tư vấn sai nha các chị yêu của mình. Nhanh tay có đơn nhá. Mã của em cũng đang mang cả mọi người là cả một cái form set như thế này rồi. Ok cho bà ơi, nên là chị yêu nào chốt được rồi comment liền cho em mẫu và là gì ạ? Đã săn em mẫu hỗ trợ đẩy đơn đi sớm luôn. Ok chưa mọi người? Sẽ là gì ạ? Săn sớm đi đơn sớm cho em và các bạn đẹp mình nhá. Nhanh tay có đơn liền đấy mọi người. Form dáng đây cả set thì rất là đẹp và xinh luôn cho em mẫu. Chốt ngay cho like đi ạ. Đó, xem có phân vân mã nào cần bên em tư vấn mọi người comment liền em hỗ trợ là gì ạ? Tư vấn sai nha mọi người ơi. Cả một set như thế này đó sẽ là gì ạ? Vừa xinh và vừa đẹp luôn cho em vừa dùng. Nhanh tay chị yêu nhá. Ưu tiên là gì ạ? Đẩy đơn đi sớm mọi người luôn, nên là em mời bà đẹp mình săn. Săn sớm đi đâu sớm nha mọi người. Hello chị yêu thám khảnh này. Nhanh chóng đi mọi người. Ok chưa mọi người, chốt sớm đi ăn sớm cho em với các bạn này mình ơi. Nhanh tay đi nào mọi người, qua tiếp luôn cho các chị yêu của mình sẽ là gì ạ? Một cái bản zoom dạ cọc tay luôn cho các chị yêu của mình. Nhanh tay nhé mọi người, phối luôn cho em một và là bản quần sóc với các chị yêu ơi. Nam cúc đồng mạ vàng luôn cho em với chị yêu nha. Nhanh tay có đơn con này sẽ phối luôn cho ai yêu của mình. Đó là một bản dạ phối tua rua luôn cho em nhé. Phối rua rua luôn cho em với các bạn yêu ơi. Nhanh tay đi ạ, hai bên có túi đầy đủ cho em mới rồi. Sau đi ạ, kèo quà dưới lệnh 3. Chốt nhanh chốt sớm đi ạ, hai gam màu là đen và trắng trên. Hai màu là gì ạ? Đen và trắng cho em và chị yêu nha. Nhanh tay có đơn form dáng này thì dự sẽ là bản quần sóc rồi. Đúng ạ, bản quần sóc nên mình mang mặc rất là dễ dàng và ok like luôn cho em nha. Chốt ngay cho like bảo ơi. Ưu tiên là gì ạ? Đẩy đơn đi sớm nhá. Hello chị yêu Quỳnh Như này. Em mời bà đẹp mình vào like của bên em mẫu và lại diện thả tin mồ hôn.
Trang sớm, chốt sớm cho em nhá, với những cái phiên bản là dáng như vậy rồi. Ok cho mọi người, nhanh tay cào đâu nè. Em mời bà địch vào cái like của bên em mới là team nha mọi người. Chia sẻ like, tương tác mạnh tay lên cho em với nha mọi người. Đó, xem có là gì ạ, ưng có mã số sản phẩm nào cần bên em tư vấn, mọi người comment liền bên em hỗ trợ tư vấn size nhá. Hỗ trợ tư vấn size nha mọi người, nhanh tay đi ạ. Đây là bài định nào mình chưa bấm follow cũng sẽ làm sao ạ. Bấm follow em luôn đi các chị yêu nhá. Đó, tới những phiên live tiếp theo có thông báo để mọi người vào sớm cho em. Đó, đây là gì ạ, săn quà săn deal của nhà em nhá mọi người. Nhanh tay có đâu đi ạ, không có khi xuống live sẽ về với giá gốc luôn nè mọi người. Nhanh chóng cho em nhá. Chốt càng sớm đi càng sớm luôn cho em. Với phiên bản này nhà em sẽ có mọi người là cả set dùng. Sẽ có luôn cho các chị yêu mình là cả dùng. Đó, sẽ là áo này. Với cả là một chân váy đây, chân váy lẻ sẽ là 169. Chân váy lẻ là 169 nha mọi người. Nhanh tay có đơn chị yêu nhá. Hello chị yêu Mai Thanh này, em mời bà để mình vào flyer của bạn em vào gì ạ? Chốt đơn luôn, thả tim luôn chị yêu nha. Mã của em mẫu đang mang là 01 đây, có lên đặc sắc cho các chị yêu mình rồi. Chốt ngay cho like của em phải là form dáng như vậy để được là gì ạ? Tri ân giá rẻ nhá mọi người. Cả một set luôn nha. Nhanh tay có đơn là gồm cả áo với cả là chân váy rồi. Đấy là cả một set cho em vừa nha chị yêu ơi, nhanh tay cào đơn. Đừng xa đây bà yêu Mai Thanh ơi, chốt ngay cho em con này là gì ạ? Quá xuất sắc và quá đẹp luôn chị yêu nha. Chân váy là gì ạ? Bản đuôi cá luôn cho em với dung. Đấy sẽ là cạp cao luôn nhá, nó sẽ là khá là dài đấy bà ơi. Size chiều dài chân váy sẽ là 95 à 98, còn size màu sẽ là 100 nhá. Size màu sẽ là 100 và độ co giãn của nó gần như tuyệt đối rồi. Chân váy thì nhà em cảm mong là nó sẽ là thun xốp, là cái độ co giãn của nó rất là tốt luôn. Không có hề lo là gì ạ, bị bay bị xù hay là gọi là bị kiểu bị nhão đâu mọi người. Bị nhão đâu chị yêu nhá, nhanh tay có đơn. Ghim lên rồi em với, vẫn ghim mà bà ơi, vẫn ghim đây các chị yêu ơi. Đó, nhanh tay có đơn nhá, 269k luôn cho em với. Em mời các bà để mình săn. Em mời các bà để mình săn ghim lại cho mọi người rồi đấy ạ. Chân váy lẻ thì sẽ là 169 nha các bạn ơi. Cả set là 269 cho em. Nhanh tay có đơn đi ạ. Đây là cáo ba đêm rồi mình comment liền cho em mẫu với là gì ạ. Đã săn nhá, em mẫu ưu tiên để đơn đi sớm mọi người luôn. 360k còn có mọi người 269 canh con này. Form dáng rộng rồi ok chạ. Chị Mai Thanh và tình yêu Ngọc Hà nhá. Chốt đơn ngay trên like của bên em với các chị yêu ơi. Ưu tiên là gì ạ, đẩy đơn đi sớm. Ưu tiên đẩy đơn đi sớm nha mọi người. Hello chị yêu Thu Hiền. Đó sẽ là gì ạ, chốt càng sớm nên càng sớm cho em với, đây là tranh thủ hoàn thiện đơn nhá. Ok chưa mọi người, nhanh tay có đơn chị yêu nha. Sẽ là gì ạ, săn sớm chốt sớm luôn cho em với. Xem là có phân vân bạn nào cần bên em tư vấn mọi người, comment liền bên em hỗ trợ là gì ạ, tư vấn sai đi mọi người. Nhanh tay có đơn chị yêu nhá. Chốt sớm đi ạ, váy là loại vải gì vậy chị? Nó sẽ là thun xốp nha bà ơi. Sẽ là gì ạ, chất liệu thun xốp luôn cho em với đi ạ. Nên là gì ạ, nó rất là đanh thép và dày dặn nha chị yêu ơi. Không có lo bị bai xù, không có lo bị là gì ạ, bị dão luôn cho em. Con này form dáng lên, form rất là đẹp luôn cho em. Chốt ngay trên like đi bà ơi, ưu tiên là đẩy đơn đi sớm con này nhá. 269k là gì ạ, cả một set rồi chị yêu. Bình thường là mọi người ơi, mình đi ra ngoài làm gì 269k mà săn được. Đúng ạ, 269k không thể nào săn được con này. Chân váy này đã là 200k rồi, chưa kể chiến áo nữa. Đúng không ạ, áo một cái chất liệu thun zip đẹp nhất của mọi người cũng phải 200. Cũng phải là 180-200 rồi. Đấy, bây giờ có cả set như thế này rồi chị yêu ơi, nhanh chóng chốt đơn. Che được rất là nhiều khuyết điểm nha mọi người. Ví dụ như bà có khuyết điểm bắp đùi to này, cũng che được luôn. Đấy, kiểu là gì ạ, eo to, bụng to cũng che được luôn mọi người. Thả cái áo hoặc là các chị yêu mình sơ viên cái áo thấp xuống cũng là ok luôn mọi người. Chân váy thì cũng che được mọi người, là khuyết điểm chân cong, chân vành kiềm, chân to các kiểu đều ok mọi người nha. Mét 65, 53 cân mặc luôn cho em mẫu là gì ạ? Mét 65, 53 cân đúng không? Mặc S đi bà ơi. Mặc S luôn cho em với nha. 53 cân đổ về mặc S, trên 53 cân dưới 64 cân mặc mẫu cho em. Nhanh tay có đơn đi mọi người, chốt ngay cho đi ạ. Vài slot đầu live vẫn đang được chị ơi, vẫn đang được chị ân cho các trẻ đẹp của mình rồi. Hỗ trợ là gì ạ, miễn phí free ship luôn cho em với bà yêu nha. Nhanh tay có đơn đi chị yêu Hồ Hoa nhá. Săn được rồi comment liền cho em mọi người là gì ạ, đã săn em mọi ưu tiên đẩy đơn đi sớm mọi người nha. Nhanh tay là gì ạ, được chị ân giá rẻ rồi. Chân váy là gì ạ, chun nhá bà ơi, chân váy cạp chun cho em, không có kéo khóa đâu. Chân váy sẽ là cạp lưng chun, không hề kéo khóa cho em và bà yêu nha. Nếu kéo khóa nó sẽ bị gồ. Kéo khóa thì mọi người hình dung ra cho em chất liệu thun nó sẽ là bị gồ. Cả kéo khóa thì chỉ là diện kiểu lụa thôi. Lụa thì sẽ là kéo khóa thôi. Còn thun như thế này thì nó sẽ là chân váy thun cho em nhá. Thun xốp rất là đẹp và co giãn thoải mái luôn cho em với rồi bà ơi. Nhanh tay cào đơn chị yêu ơi. Săn sớm đi, sớm cho em con mã số như thế này ok chạ. Thun xốp nha bà ơi, chân váy sẽ là thun xốp, áo là thun zip cho em.
Đây là cái bản chân váy, nó siêu dày dặn và đầm tay, không cả lo rằng là sao bị nhăn này. Đúng ạ, mọi người mặc thoải mái trên không có hề bị nhăn, sau khi giặt riết các kiểu cũng không có bị lan nhăn luôn. Không có bị kiểu mình đứng lên ngồi xuống nó gập ở đâu là nó có lết gấp, không có mọi người nhá. Cái bản này sẽ rất là diện dày dặn và đanh thép luôn cho em. Cả mọi người form dáng xòe rồi nhanh tay chị yêu ơi. Không có lo bay xù đâu mà nha mọi người, nhanh tay cáo luôn liền cho em con này. Đó, cả là một set này rất là xinh và đẹp. Form dáng nó sẽ là diện kiểu basic luôn cho em với bác yêu nha. Mọi người có thể đi với mũ nhọn, đi với sụp nơ hoặc là đi với giày thể thao ấy, mọi người cũng rất là đẹp luôn. Nhanh tay chị yêu nhá, chốt ngay trên like của em gửi đi bảo ơi. Ưu tiên là gì ạ? Đẩy đơn đi sớm, mọi người coi mạng này rồi. Ok, chạm nhanh tay cáo đơn chị yêu nha. Sẽ là gì ạ? Chốt càng sớm đi ăn càng sớm cho em. Xem cáo phân vân mạng nào cần bên em tư vấn mọi người, comment nốt đi ạ. Bên em hỗ trợ tư vấn xa đi mọi người. Hello chị yêu Mimi nhá, nhanh chóng cáo đơn đi mọi người ơi. Nhanh chóng cáo đơn ơi, chốt sớm trên like đi nào. Đó, xem có phân vân mạng nào cần bên em tư vấn mọi người. Em hỗ trợ là gì ạ? Tư vấn sai nhá, nhưng tay có đơn chị yêu ơi. Săn sớm, chốt sớm cho em mới nào. Đó là gì ạ? Để lại chiều cao cân nặng em tư vấn sai. Hello chị yêu Lê Thảo Vân nhá. Nhanh chóng có đơn đi ạ, em mọi người săn nha.